Hoan hỉ chào mừng khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của quý vị trong năm sẽ như thế nào, tốt xấu ra làm sao. Từ đó sẽ biết được cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn thế nữa, bạn có thể xem tử vi trong năm 2023 Quý Mão này cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 của mình qua kênh Phong thủy gia cát. Nội dung tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2023 Quý Mão này được tư vấn bởi các thầy gia cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi của chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Đồng thời qua đó, thầy gia cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và tài lộc. Qua đó sẽ giúp quý vị có cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi, tai ách do vận hạn của năm 2023 Quý Mão mang lại. Sau đây là phần luận giải chi tiết về vận trình lá số tử vi của những người sinh năm 1959 Kỷ Hợi. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sau từ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng thường được thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nữ mạng thường đào hoa hơn nam mạng. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Lâm cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu Quý Mão sẽ là năm có nhiều may mắn cho gia chủ. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập kết thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Kỷ Hợi được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao vân hớn, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp đỡ. Công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp quý âm thủy gọi là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ Kỷ Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần chú ý tháng Đinh Tị, tháng tự âm lịch từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Hợi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Kỷ Hợi gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất phượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thừa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao vân hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng hướng về hướng nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của vân hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước trầu cau, hương hoa, ngũ ẩn.
bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị, hoặc đơn giản hơn là sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc là sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như là đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như là thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959, nữ mạng năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ bị nhầm hàng giả, kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như là cho người khác vay mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một biểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh thì cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tay bay vạ gió. Về tài sản, tiền của thì nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời tin hay tin tưởng người khác mà cho vay hay là cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm trong gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau, bệnh tật, lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu trong gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Kỷ Hợi chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại cần chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo tháng 6 không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo, tuy nhiên tháng này gia chủ sinh năm 1959, chú ý có con vật cắn hoặc là đá. Tháng 9, đây là tháng gia chủ phải chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ Kỷ Hợi nữ mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, nhìn chung cuộc sống của bản mệnh không có nhiều biến động, hãy biết hài lòng với những gì mình đang có để có thể khiến tinh thần nhẹ nhõm hơn, tránh xa được những ganh đua hoặc cạnh tranh không cần thiết. Điều cần chú ý là bạn nên hạn chế cái tính nóng nảy của bản thân, chớ nên gây xích mích với mọi người xung quanh, vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ lại vừa khiến bản thân mệt mỏi. Bạn nên sống chan hòa, bao dung hơn với mọi người. Về tài chính, tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện hơn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có thể gặp được quý nhân và đối phương sẽ tìm ra được những định hướng phù hợp với khả năng của bạn. Quan trọng là bạn có muốn nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là bản mệnh dễ hao tốn tiền bạc vào những mâu thuẫn, tranh chấp với bạn hàng, đối tác hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Vì thế nên hãy cẩn thận trên những phương diện này để tránh rắc rối. Về sức khỏe, tuổi tác khá cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông, tránh để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo,
Vận trình tình cảm của gia chủ trong năm nay không được tốt, dù là nam hay nữ mạng đều dễ lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Gia chủ cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó bề yên ấm. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Kỷ Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho Kỷ Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được nhận những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!